失望中，人生难得好轻松，无常世事不可得志，学会放空，实在上天恩赐，因你好，活得惬意，因此得知一生意思。Tăng tốc tìm kiếm động cơ tối thiểu chỉ dùng 1 phút 3 giây thôi. Nè William, anh đi có lo giết cho thật đẹp. Anh phải coi máy phục vụ có thể chịu đựng nổi hay không chứ. Điều chỉnh lại đi. Thăng à, hả? Nếu không đủ tài liệu thì sẽ không đi đến trình tự đó đâu. Không hiện số ra được đâu. Nè anh hai, anh có biết không? Nếu có thời gian thêm 2 ngày tôi sẽ làm tốt hơn nữa đó. Đã cho anh thêm 2 game rồi mà. Hả? Mọi người nghe đi, 9 giờ sáng mai là thời hạn chốt. Tối nay nhất định phải làm cho xong, lập trình ok. Ok, 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 okay. Lên. Dậy đi. Dậy đi. Thôi, đi rửa mặt giùm đi. Đi pha cà phê. Nè, vậy nè. Ê, khoan đã. Anh Thông, đừng để tôi đoán trúng nha. Sắp xong rồi anh định thêm sáng kiến mới hả? Phải thêm một hệ thống ra tự động. Nếu không quá nhiều người truy cập sẽ bị nghẽn mạng. Trời ơi, anh lại nữa rồi. Chỉ còn lại có mấy tiếng thôi, e rằng sẽ không kịp đâu. Chỉ cần ghi nhớ một câu thôi. Chiến thắng thời gian tức là đánh thắng cả thế giới chứ gì. Lần nào chúng ta cũng thắng mà. Tốt lắm. Hay quá, mình có thể đi về nhà cũ rồi. Cảm ơn mọi người đã vất vả 2 ngày trời. Nè bây giờ có thể về nhà ngủ một giấc cho đã. Trưa ngày mai mới đi làm được không? Cảm ơn anh Thông. Anh Thông à, chúng ta đi ăn sáng trước đi. Mắt công đang ngủ, đói bụng thì không tốt đâu. Anh Thông đãi nha. Đãi nha. Được. Nè William, nhớ thổi tìm lại nha. Anh Thông à, gọi tôi tên Tiến Hoa nghe hay hơn đó. Phải, hoàng tử Hoa Liêm. Quá, để tôi tìm lại nha. Nè anh Thông. Sao hả? Anh cảm thấy đói sao? Anh không ăn gì thật hả? Chà, bây giờ chỉ còn lại nửa tiếng đồng hồ mà phải báo cáo lập trình với ông chủ rồi. Ở đó mạng. Báo cáo? Mau lên. Tụi tôi chỉ thức có 2 đêm thôi, còn anh gấp đôi. Thức đến 4 đêm mà anh vẫn chịu đựng nổi, cái gì cũng nhớ được hay thiệt đó. Trời, chỉ ráng chống chọi thôi. Chống gì thì chống, chứ đừng để mình ngã quỵ bắt tụi tôi phải gọi xe cấp cứu lên đi bệnh viện nữa nha, mệt lắm. Không sao, có anh là dự bị mà. Hả? Lường trước rồi. Nè anh Thông, hết là hết. Anh có đè xuống nặng nó ra cỡ nào kem cũng không ra đâu, anh hiểu không? Không được, nhất định phải có. Đứng yên. Nè. Rồi. Cảm ơn nha. Đông đủ rồi chứ? Xin chào. Sao hả? Mọi người có chuyện gì khiến tôi phải lo không? Dạ không. Không có. Dĩ, Thông, còn tổ của hai cậu? Dạ không, thiên hạ thái bình, tất cả tốt đẹp, không có vấn đề gì. Nếu vậy tôi yên tâm rồi. Hai, uống cái gì ngon đi, chanh mật hay là trà mật? Hình như nước hạnh nhân tốt hơn phải không? Sếp Cam, lập trình đặt vé trên bảng STC chúng tôi đã làm xong rồi. Khách hàng đang đợi, tôi mở cho ông coi trước nha. Đợi một lát, tôi có chuyện quan trọng nói với mọi người. Được. Test Note của chúng ta và tập đoàn Khoa Kỹ Cao Xí đang bàn kế hoạch hợp tác. Mọi người cũng biết, Khoa Kỹ Cao Xí là công ty phần mềm đứng nhất nhì trong nước. Sự hợp tác lần này
quan trọng đối với việc của chúng ta khai thác thị trường Trung Quốc. Vốn đầu tư là đến cả 100 triệu. Nếu thành công thì thật sự yên lòng, cho nên lần này không thể có sơ suất được. Không thành vấn đề, nhân viên ở công ty chúng ta tuyệt đối có khả năng và kinh nghiệm để ứng phó mà. Chúng ta và các công ty trong nước cùng hợp tác nhiều lần chắc là không có khó khăn gì. Nếu vậy thì tốt hả? Thông à, cậu có thể báo cáo rồi. Lấy trên mặt ông đi, cảm ơn. Sao hả, còn chịu đựng nổi không? Người máy cũng rã rời phải không? Đáng lý thì không có gì, nhưng cứ bị sếp làm khựng lại hoài à, anh nghĩ coi. Thiệt là. Nè, nói gì thì nói, vừa rồi sếp coi lập trình của chúng ta xong, quả thật là sếp khen hết lời luôn. Hình như là vậy ha. Anh Thông, tôi đi pha cà phê nè. Nhìn mặt anh cũng rất cần một tách á. Cho tôi tách 3 trong 1 thì được rồi. Có mấy phút cũng không đợi được hả? Trời, biết tánh của anh rồi. Nhanh chứ gì, có liền. Cảm ơn. Nè, nói thật nha, lúc nãy sếp nói kế hoạch hợp tác với Cao Xí chứ gì. Coi bộ cũng phải có một tổ trưởng rồi. Chà, công ty chúng ta đã có 2 tổ trưởng, ngoài tôi ra còn có anh Dĩ nữa mà. Nhưng mà chuyện gì anh cũng ỷ lại anh hết. Anh cũng rất siêng năng, nhưng sếp trọng dụng anh hơn mà. Tôi thấy mắt của anh sắp rớt xuống đất rồi đó, mau về nhà ngủ đi. Ê, khoan đi đã, trước khi về đi massage đi. Đi đi. Đã 4 ngày tôi không về nhà, tôi sợ má của tôi nhận không ra tôi. Tách cà phê anh uống đi ha. Bye bye. Cảm ơn anh và anh Thông. Công cải xào thịt bò ha, ít nhất phải 3 món một canh thì mới coi được chứ. Nè, 3 ký. Ý anh Thông, làm gì hả? Dạ phải. Sáng nay má của anh mua rau rồi. Ôi, vậy sao? Dạ phải. Về bán đắt nha. Bye bye. Anh Nhân. Ủa anh Thông, má anh mua thịt bò rồi mà. Cảm ơn. Anh Thông, anh sao vậy? Sao cười tươi dữ vậy? Má của tôi không có ghé đây chứ? Đâu có. Vậy được rồi, tôi đợi một lát. Trời ơi, chị Linh à, chỗ này rộng quá phải không? Chị Linh lại à, đi. Cái váy cắt ngang một chút có được không? Được. Để tôi nghe điện thoại đã. Chị em trước đi. À, Chiến à, đo lại nghe cho 2 cô này đi. Dạ được, dạ được. À, sao hả? Thôi. Xin chào. Ủa, sao con lại ở chợ? Định tối nay làm bếp trưởng. Má biết chắc là con về ăn cơm nên má đi chợ rồi. Con biết, mấy người bạn của má đã nói cho con biết rồi, nhưng má chưa mua cá. Con đâu có thích ăn cá. Nhưng má thích ăn mà, lựa đại một con đi. Nè, má thích con nào thì chọn con đó nha. Con này đi, con đang há to miệng đó. Dạ con biết rồi, lát nữa gặp lại nha. Anh Thông hay quá ta, lựa cá bằng màng hình mà cũng nghĩ ra được hả? Dạ phải. Con này nè, con này. Sao hả má, có gì cần phụ không? Có. Chà, lại là cô Thảo hả? Tại con thường xuyên thức khuya, hạ quả đó. Có thật là con nóng lắm không? Hey, miệng hôi nữa nè. Có phải không? Hễ thiếu ngủ là con nói rất nhiều. Nè, uống xong đi ngủ một giấc đi đó nha. Dạ thôi, qua cơn rồi hết buồn ngủ. Chà, má Linh, má lặt từng cọng biết đến chừng nào chứ, để con phụ cho. Nè, nè, trời ơi, rau này mà lấy dao cắt thì không có ngon. Phải lặt từng cọng như vậy nè. Như vậy thì chậm lắm đó. Trời, cái này gọi là chậm mà chắc đó. Con có nhớ lần trước con làm món đậu xào thịt bò, con chê chậm nên đổ hết vào xào chung. Kết cuộc đậu thì mềm, còn thịt bò thì dai hơn mặt của má nữa. Con mà nấu nướng, má và em con chạy luôn đó. À, con đi lau việc của con đi. Alo, lại là mấy cô hả? Nè nè, con đã gọi đến 3 lần rồi. Tôi đã nói là không cần sự ưu đãi của mấy cô mà. Đừng gọi đến nữa nha. Nè, người ta cũng vì công việc thôi, sao con lại nóng nảy vậy? Đối với người với mình nó cũng không tốt. Ha, má Linh, phải công nhận sau khi má học thư pháp không còn tính nóng nảy nữa đó. Đó gọi là tâm bình khí hòa, nấu ăn cũng ngon hơn. Làm người mà không có ngọn lửa thì đâu có ý nghĩa gì nữa chứ. Coi chừng là mình bị phỏng. Theo má nghĩ con nên đi học thư pháp đi, để sửa cái tánh nóng nảy của con đó. Ha, má, chẳng phải má nói điện thoại 3G có nhiều chức năng má không biết phải không? Ăn cơm xong con chỉ cho má ha. Con chỉ má theo kiểu nóng nảy, má không có thèm học đâu. Chỉ như vậy nha. Chỉ như vậy có được không? Vậy thì được rồi. Anh hai à, bản mặt anh xấu quá à. Anh cho em cơ hội nói lại một lần nữa nha. Godzilla biến thân kìa. Nè. Anh nhịn em. Nhịn em đó. À, má ăn đi. Con cá này là má chọn. Ngoan đó lắm. Ủa, sao nói là Godzilla mua? Là Godzilla mua đó.
Nó ở ngoài chợ dùng điện thoại 3G gọi về, quay vô hồ cá để cho má lựa đó. Lựa cá qua màn hình đó có hay không? Được đó. Vậy lần sau khi anh qua Nhật có thể lựa quà qua màn hình, lựa cho đến khi nào em hài lòng mới thôi. Quên là thời gian đặt câu hỏi của chúng ta. Câu hỏi này là câu hỏi chữ bị sai. Một phạm nhân đã giao cho cơ quan chính phủ xét xử, thực ra phải dùng chữ nào mới gọi là đúng? Cùng theo dõi màn hình lớn nha. A là phát, phát là đầu tóc. B là phát của xuất phát. Còn C là pháp của pháp đình. Thực ra câu nào mới đúng? Dĩ nhiên là câu C rồi, có liên quan đến pháp luật mà. Câu C. Má nói câu B mới đúng đó. Câu trả lời chính xác phải là B. Hay quá. Má giỏi hơn em đó. Câu cuối cùng phân biệt thắng bại. Câu hỏi này muốn hỏi mọi người, chữ đông trong Đông Nam Tây Bắc, nếu bạn tra từ điển thì nên tra bộ nào trước? Hả? Câu này là câu đố mẹo. Câu đố mẹo. Dĩ nhiên là bộ đông rồi. Làm gì có bộ đông chứ, là bộ mộc mới đúng. Hả? Nhớ mày, mời ông. À, là bộ mộc. Bộ mộc sao? Ông đã trả lời rất chính xác. Hay quá. Hay quá, má hay quá, giỏi hơn anh đó. Hai đứa mới giỏi nhất đó. Má chỉ học đến lớp 10 thôi. Trình độ quay văn của má giỏi hơn sinh viên tụi con. Nói về mặt xấu hổ là hai con đoạt giải đó. Trời ơi, con theo học Anh văn mà, phải không? Không hiểu tiếng Hoa cũng đâu có gì lạ đâu. Phải đó, từ ngày con cũng sử dụng tiếng Anh nhiều. Viết lập trình cũng bằng tiếng Anh, email cũng bằng tiếng Anh. Sếp con là người nước ngoài cũng nói tiếng Anh luôn. Từ nhỏ tới lớn tụi con có học tiếng Hoa mà. Má đã may mấy chục ngàn cái áo mới có thể nuôi tụi con ăn học. Chưa gì đã trả hết cho thầy rồi. Trời ơi, tiếng Hoa sâu xa lắm, khó học lắm má ơi. Người Hoa thì phải học tiếng Hoa cho tốt chứ. Cũng phải, đại nghĩa dân tộc. Phải học. Phải học. Con đừng có đem ra đùa. Nè, chữ vốn là áo mão con người. Sở dĩ má học viết chữ chính là muốn giống như con người, ăn mặc đẹp một chút. Cười cái gì? Để nói tới chuyện này á, thì tay này lọt ra tay kia. Khi cần tới mới biết nó quan trọng. Tụi con tự lo liệu lấy đi. Má đi ngủ đây. Ngày mai má phải đi học viết chữ. Sẵn lấy cao dán cho thầy luôn. Ngủ, ngủ ngon. Thầy à, mấy chữ hôm nay có gì đặc biệt không vậy? Đặc biệt á, là ở tờ giấy và cây bút. Nè, trước đây Dương Hi Chi á, đã dùng loại giấy kẹt tầm và bút Tí Hào để viết Lan Đình tự này. Tức là thầy có thể đích thân cảm nhận ý cảnh mà trước đây Dương Hi Chi viết chữ này. Thầy à, hôm nay tập viết lên Lan Đình thiếp phải không? Phải đó. Còn nhớ là bao nhiêu lần hay không? 13 lần, 28 hàng, 324 chữ. Vậy, vậy mà cũng nhớ sao? Từ lạ đến quen á, đã nhập thiếp rồi. Nhưng muốn tạo sự mới mẻ thì không thể bị ràng buộc bởi khuôn mẫu được, cho nên phải xuất thiếp. Thầy à, vậy xuất thiếp là cái gì? Xuất thiếp có nghĩa là từ quen tới lạ. Nè, từ lạ đến quen á, thì dễ, từ quen đến lạ thì rất là khó. Thiệt là nghe còn chưa hiểu, vừa lạ vừa quen. Thôi nhập thiếp viết cho quen đi. Tôi cũng nghĩ vậy. Tháng sau, đài truyền hình tổ chức lễ kỷ niệm. Tôi muốn Chester mặc bộ sườn xám truyền thống một chút, mà còn là dạng vẽ qua bằng tay, tốt nhất là họa sĩ nổi tiếng. Như vậy, phóng viên sẽ đặt nhiều câu hỏi, mới thấy nổi bật phải không? Quả là rất đặc biệt. Chester mặc sườn xám rất là đẹp đó. Vậy hả? Chị cũng nghĩ nó mặc sườn xám đẹp hả? Trời ơi, vậy phải nhờ chị hết đó. Nhờ tôi? Phải đó. Chẳng phải chị biết viết thư pháp sao? Chắc chắn chị quen nhiều họa sĩ nổi tiếng. Nghe nói thầy chị nổi tiếng ở Hồng Kông. Chị hỏi ông ấy giùm tôi đi. Chưa chắc thầy chịu đâu. Chị giúp tôi năn nỉ ổng đi. Chuyện này liên quan đến tương lai của Chester. Chị cũng đâu muốn nó suốt đời chỉ là nhân vật nhỏ. Nếu lần này nó không thể tạo tiếng tăm á, thì suốt đời sẽ bị bất nạt. Tôi hiểu. Để tôi hỏi thầy giùm chị ha. Chắc tức là chấm. Ê. Không thể chấm ngay. Phải chấm như vậy nè. Hả? Lặt tức là hoành hoạch. Ê. Không được ngoạ bút đâu. Nộ tức là... tức là thụ bút. Ừ đúng rồi. Giỏi quá. Ê chết rồi, làm dơ hết rồi sao đây? Ê, đừng. Không có dơ đâu. Có thích không? Hả? Đẹp quá, cảm ơn thầy.
Đẹp quá, thầy tài ghê á. Phải đó. Tôi không muốn phí tờ giấy này thôi. Được rồi, đổi tờ giấy khác đi, từ từ viết hả. À, thầy à, tôi có người bạn biết là thầy vẽ rất đẹp, chỉ muốn nhờ thầy vẽ một bức tranh trên sườn xám đó. Tôi đâu phải là nhà thiết kế thời trang. Tôi biết tôi hỏi như vậy rất đường đột, rất dớ dẫn. Trời ơi, đó đâu phải là vấn đề, tại tôi chưa từng thử thôi. Chị biết đó, vẽ trên vải là một loại hình nghệ thuật khác. Chị cũng biết tôi không thích phí phạm đồ, làm hư bảnh vải đẹp thì không tốt lắm. Thôi vậy đi, chị giúp tôi gửi lời xin lỗi bạn của chị giùm tôi nha. Tôi thấy ngại thì đúng hơn. Con không học. Con đứng đàng hoàng một chút coi. Đứng đàng hoàng coi. Bỏ tay ra, đứng đàng hoàng coi. Bỏ tay ra. Bỏ tay ra đi, đứng đàng hoàng. Bỏ tay ra coi. Thầy Nhậm, chị Tiền này do thầy Du giới thiệu đến. Chị muốn con chỉ theo học thầy viết chữ. Ai ngờ nhỏ nhõng nhẽo không chịu. Má nói từ nãy giờ. Buông tay ra, bỏ tay ra đi. Con không học đâu. Con muốn về nhà. Con muốn về nhà. Má nói với con rồi, con học thì con phải học. Má không thích là con hư như vậy. Cô Tiền, cô Tiền. Nè, qua đây, qua đây. Con có biết không, con nít đó mà nhõng nhẽo thì không có ai thương đâu. Đến chừng đó không có ai chơi với con hết. Có thật không? Chỉ như là thật rồi. Hồi thầy còn nhỏ cũng hay nhõng nhẽo, cho nên một người bạn thầy cũng không có nữa. Nè cô Tiền à, thật ra con nít á, tốt nhất đừng ép buộc nó. Ép nó kết quả không có tốt đâu. Đây là kinh nghiệm của tôi nè. Tôi chỉ muốn tốt cho nó thôi. Tôi biết. Nhưng trước tiên cô phải hỏi bản thân của mình là cô muốn cháu học viết chữ hay là bản thân của cháu thích. Anh Hán à, thầy nói tiếng phổ thông rất là giỏi đó. Dĩ nhiên rồi. Nguyên quán thầy ở Hà Bắc, lớn lên ở Thượng Hải, mấy thứ tiếng như Thượng Hải nè, Triết Giang thầy cũng đều biết hết á. Thầy ơi, con muốn theo thầy để học viết chữ. Được rồi. Nhưng mà hôm nay thì thầy không có được rảnh. Hay vậy đi, 11 giờ rưỡi ngày mai con tới đây học. Dạ. Được. Đăng ký cho cháu đi. Dạ, qua đây. Thầy à, tôi về nha. Tôi cũng đi về đây. Ê nè, thầy Nhậm, thầy đi được chưa, tới giờ rồi đó. Tôi xong lâu rồi, chỉ đợi cậu thôi. Xin lỗi nha, tôi đi trước. Đi. Chạy đúng là tiếng luôn đó, lúc nào cũng chậm chạp. Em đã cố gắng lắm rồi, sáng sớm phải đến Nguyên Lãng tìm bạn mượn xe chạy ra. Đang chạy nửa chừng mới biết là hết xăng, phải tìm cây xăng. Chứ biết làm sao bây giờ. Bạn bè gì vậy? Sao lại không chịu dắt cậu? Đổ xăng cho anh luôn chịu không? Sống đến từng tuổi này rồi, làm gì cũng không có tính toán. Trừ hao gì một chút cũng đâu có sao, có gì xấu đâu. Chuyến bay cũng chịu qua tới rồi đó, chúng ta vẫn chưa tới, bắt nó nợ thì không có tốt. Anh đi máy bay lần nào chưa? Xuống máy bay phải qua hải quan, rồi đợi hành lý, không mất một tiếng cũng phải 45 phút. Chạy từ từ cũng còn kịp. Nè, không được chạy chậm đó. Nói chơi thôi. Nếu là cậu, 2 năm mấy không gặp con gái, con còn có nhớ nó không? Em kêu anh đi Bắc Kinh thăm nó mà. Anh nói là không muốn quấy rầy nó, tự làm khổ mình. Lâu quá không gặp, mới ở Bắc Kinh về hả? Dạ phải. Để tay một chút đi. Để con sách rồi. Để cậu sách cho cháu gái. Trời ơi, cô đừng có lo. Cậu con ăn rất nhiều, chuyện năng nhọc cứ để cậu con làm đi. Phải đó, cậu con là người năng động, không giống như người ta, chỉ giỏi nói thôi. Ha, cậu thiệt là. Cái gì chứ? Nè Chi Quang, con đã về, cậu sẽ nể mặt con đó. Tôi là anh rể cậu, sao cậu không nể mặt vậy? Hey, xin lỗi nha. Có từng thấy biểu diễn sức mạnh chưa? Ba, đã 2 năm con không về, ba giờ cậu dĩnh như ngày nào. Mặc kệ cậu con, lên nhà đi. Nè, mấy việc nặng nhọc để cậu làm cho. Uống nước đi. Được rồi cậu, cậu đâu có biết mật mã của con. Ai nói là cậu không biết? Lấy bằng chữ số Ả Rập chứ. Thì gì. Thì cậu thiệt là. Không phải sao? Ba, cái này tặng cho ba. Để ba. Chà. Để ba. Chà. Ba cậu coi là cái gì đây? Nghiêng mực. Kiểu này trải qua 10 mấy trình tự mới thành phẩm, rất là khó tìm. Dạ phải, con đi rất nhiều tiệm mà còn phải đi mấy ngày mới tìm được đó. Chà, nội tấm lòng cũng đáng giá rồi đó. Phải. Còn nữa. Còn nữa hả? Ba luôn hả? Đâu? Là áo lông vũ. Màu trắng có đẹp không? Đẹp lắm. Lông vũ hiệu này ấm lắm đó, bảo đảm ba mặc ở Bắc Kinh cũng không thấy lạnh đâu. Vậy sao? Phải đó. Nhưng mà hôm nay ở Hồng Kông 30 mấy độ lận đó thầy Nhậm. Trời, ở nhà có máy lạnh mà. Đúng rồi, chỉnh lạnh chút đi. Vậy em có cần vô tủ lục cái áo jacket cho tiệp với anh không? Ha, cậu đúng là. Con đừng có cười nha. Con mà không có quà tặng cho cậu á, cậu bảo đảm là con sẽ cười không nổi. Có.
cậu Út mà dĩ nhiên phải có chứ nè. Có gì đặc biệt không? Chỉ có một cái thôi, do bạn còn dễ đó. Dễ hiểu thôi. Ba và cậu là không thể nào so sánh được đâu. Thằng cái gì, tấm lòng của cháu gái cũng xứng đáng rồi phải không? Anh giỏi lắm đó, từ sân bay về tới đây luôn miệng cười hoài và tiếp tục cười nữa đi. Chà, sao căn phòng lại khác nhiều vậy? Đó mới gọi là dày mỏng gần xa. Ba con vừa hay tin con về thì lập tức sửa sang lại phòng cho con đó. Còn trần nhà của cậu á bị dột nước mục hết rồi, cũng đâu có ai thèm sửa đâu. Với lại á, chậu lan này á đẹp nhất trong vườn lan, ba con lập tức mua về để trong phòng của con. Cha đẹp quá. Ê, tóm lại là cùng mạng nhưng khác số. Cậu đâu có thích hoa lan, cậu thích hoa tulip mà phải không? Điều cậu nói không phải là cái đó, mà là dày mỏng gần xa đó. Cậu của con không ra gì nên không có ai thương đâu. Được rồi cậu à, đừng có cằn nhằn cửi nhử nữa. Nè, cậu coi rồi hãy nói đi. Gì vậy? Cậu mau mở ra coi đi. Wow, tuyệt quá. Bất ngờ lắm phải không? Phải đó, rất bất ngờ. À, thích phim trả thù của Khương Đại Vệ. Nè, cậu tìm ở Mã Lai á, tìm 10 năm trời cũng không có. Cô tìm đâu ra vậy? Lúc con đi mua quà cho cậu, con nhìn thấy ở phố đồ cổ đó. Thật tình con không ngờ áp phích điện ảnh của Hồng Kông lại có thể tìm thấy ở Bắc Kinh đó. Cậu cũng không ngờ đó. Đó mới gọi là duyên phận đó. Con có thể từ Bắc Kinh đem áp phích này về cho cậu, chứng tỏ là cậu và Khương Đại Vệ rất là có duyên. Nhưng duyên phận của hai người vô cùng quý giá. Mắc lắm hả? 1.500 nhân dân tệ. Không phải chứ, một tấm áp phích mà 1.500 nhân dân tệ. Nhưng mà nhìn ánh mắt của Khương Đại Vệ, 2.000 tệ cũng xứng đáng. Nhưng vừa rồi có người chê mắt mà. Mọi chuyện xí xóa hết đi, cậu không có nói gì, con cũng không có nghe gì, không có chuyện gì xảy ra. Lát nữa cậu đừng nói cho ba biết nha, nếu không ba lại la cậu tiêu xài phung phí mua toàn những thứ không đâu. Được rồi, cảm ơn nhiều nghe cháu gái của cậu. Cảm ơn gì chứ, phải trả tiền đó, con đã xài hết tiền rồi. Vậy cũng phải, con mới trở về chưa có đi làm không có tiền nè, cho con hết á. 200 đồng. Trả góp đi, lượng trước cậu như vậy mà. Chà, anh hai à, anh làm tiệc đãi khách hả? Ba người ăn đâu có hết đâu. Trời, ăn không hết đem tới Thượng Bảo Hiên cho mọi người ăn đi. Đó, bò kho này hầm cả ngày trời rồi đó, để qua đêm còn ngon hơn nữa. Thôi để em làm cho, anh đã mệt rồi. Ê, trời ơi, không được đâu. 2 năm nay chi qua, nó không có ăn món tôi nấu. Có cực nhọc cũng phải làm cho nó ăn. Làm gì mà khẩn trương quá vậy? Cậu để tôi làm đi, không làm sẽ không khỏe. Không khỏe thì đi tới bác sĩ đi. Ừ. Cánh tràng thôi. Này. Nếu không nói, tôi cứ ngỡ là một họa sĩ 40-50 tuổi vẽ đó chứ. Không có sự rèn luyện mấy chục năm làm sao có bút pháp tốt như vậy. Quá khen rồi. Đây là lời chân thành. Bức tranh này màu sắc đậm đà cân đối, có cả hình lẫn thật. Tôi chưa bao giờ thấy một cô bé 16 tuổi mà có thể vẽ được cảnh giới như vậy. Thật ra thì lúc chi qua nó 4 tuổi, tôi đã phát hiện nó có năng khiếu vẽ rồi. Thì anh cố gắng đào tạo cháu, để sau này cháu có thành tựu lớn hơn. À, chi qua nó rất thích vẽ hoa lan.
anh Đạo Linh là bậc thầy về vẽ hoa ở giới hội họa hiện nay. Nếu được anh chỉ dạy cho cháu thì đúng là phước của cháu. Anh Tuyền à, nếu anh không phản đối, tôi sẽ dành cháu làm học trò. Còn mong gì hơn nữa. Mau mời thầy uống trà đi con. Hả? Mời thầy uống trà. Sao, vẽ xong chưa? Vẽ xong rồi. Đẹp quá. Ý, sao con cá này lại vẽ ngược vậy? Vì con cá này chết rồi. Ăn cơm. Ba ăn cơm, cậu ăn cơm. Được. Nè, cho con biết nha. Chi qua ngồi máy bay rất là mệt mỏi. Cậu đừng hòng giao việc nhà cho một mình nó làm hết đó. Mọi việc trong nhà này đều do một tay em làm hết, chưa từng giao cho ai làm đâu. Con ngồi máy bay có 2 tiếng mấy thôi, đâu có mệt. Cậu à, có việc gì cậu cứ giao cho con làm, coi như cho con vận động thôi. Nè, Chi qua nói đó nghe. Vậy được rồi Chi qua, ăn cơm xong đến phòng củi, chẻ 2 gánh củi. Rồi ra siêu thị tập mua 2 cân gạo, ra bờ sông gánh 2 thùng nước về. Nè. Nói chơi thôi. Em rất là thương cháu, nỡ lòng nào để cháu làm chứ. 100 năm trước đã không cho nó làm rồi. Chị Hoa, con thích ăn đó. Cảm ơn ba. Nè, con phải ném cho kỹ nha. Ba con biết con á thích ăn nấm đông cô, tối qua đã ngâm loại nấm của Nhật đó. Nè, đây á là canh bông bông cá tuyết nhĩ. Uống nhiều chút đi con. Canh thơm quá. Còn rất ngọt nữa. 2 năm rồi con không có uống. Sao vậy? Bà có gửi một bông cá và tuyết nhĩ cho con mà, con không có làm sao? Bông bông cá phải ngâm nước rồi phải hầm nữa, con đâu có nhiều thời gian như thì vậy. Phải rồi, một mình ở Bắc Kinh nó đâu có tiện đâu. Chi Hoa, có phải là năm ngoái Du Hy nên tổ chức triển lãm tranh ở Bắc Kinh phải không? Con có đi không? Dạ có. Có bắt tay không? Có mua tập tranh của ổng không? Có chứ. Ổng vẽ hoa mai rất là đẹp đó. Dạ phải. Con biết không, ổng là thần tượng của cậu đó. Tranh của ổng hả, tính bằng mét, 1m37 lận. Còn tranh của ông Cao Đại Quai, cậu của con, 1m thì, không, là 1 bức, 370 cũng chưa chắc là có. Thì phải rồi, con nghĩ coi có công bằng không, cả hai đều là nhà nghệ thuật, người ta thì giàu có, còn cậu thì nghèo mạt. Trời ơi, tranh cậu vẽ là tranh hàng chợ, cậu làm ơn kiểm điểm lại mình đi. Nè thầy Nhậm à, thầy đừng có xỉ nhục tranh của em nha, tranh của em có hồn đó, em cũng từng có tên tuổi. Trước đây mấy diễn viên nổi tiếng sắp khởi chiếu bộ phim của mình á cũng đến nhờ em vẽ áp phích quảng cáo ở trước rạp đó. Suốt ngày hoài niệm quá khứ, cậu sắp già hơn tôi rồi. Nè, anh cũng biết rồi mà, đại ca cũng nói là em vẽ mũi của anh rất là đẹp, rất có khí thế. Dĩ nhiên là có khí thế, nội cái mũi đã 5m dân năm rồi. Thực ra em có thể làm dài, ăn dài, áp phích quảng cáo em nhận làm không xuể. Tất cả cũng tại cái thằng phát minh ra di tính, một bức tranh vẽ bằng di tính tuyệt đường cậu làm cậu bỏ nghề luôn. Cậu mà biết thằng nào phát minh ra di tính, cậu nhất định sẽ giết chết nó. Đại chiến thế giới lần 2 phát minh ra đó, nhưng cậu không cần phải ra tay, người đó có lẽ đã chết rồi. Nó may mắn. Nè, nè, Franco. Vậy nó về chưa vậy? Anh đi gặp khách vẫn chưa về. Không phải chứ, lát nữa anh phải có mặt ở trong buổi báo cáo mà còn đi gặp khách. Tôi đây. Vừa mới kịp giờ. Anh làm tôi hết hồn. Bình tĩnh đi. Mát, tài liệu chuẩn bị xong chưa? Anh chỉ, ở đây nè, xong hết rồi. Nhớ mai về phòng dùng tôi nha. Hả? Chỉnh lại cà vạt đã. Rồi. Mau. Tình khẩn cấp. Bảo vệ nói Giang Tổng ở cầu xí đang đi thang máy lên. Xếp kịp mọi người khôn lên một chút. Mọi người khôn lên một chút nha. Mau lên một chút nha. Chào các ông. Tôi thay mặt công ty hoan nghênh các ông. Giang Tổng, tôi hỏi Toàn. Xin lỗi, tôi nghĩ anh nhầm lẫn rồi. Tôi không phải là Giang Tổng. Vì này mới là Giang Tổng. Chào mọi người. Chào. Chào. Tập đoàn chúng tôi rất coi trọng sự hợp tác lần này của quý công ty. Vì đây là bước đầu trong kế hoạch Đại Trung Hoa của chúng tôi. Công ty chúng tôi hợp tác với công ty hàng không Cao Phi và giúp họ phát triển một hệ thống gọi là phục vụ đặt vé máy bay khách sạn toàn cầu của tour du lịch Thần Châu. Do đó, cần một bộ phần mềm tân tiến và tinh tế để phối hợp ngành du lịch Trung Quốc mà sắp tới sẽ phát triển gấp mấy lần. Tôi biết quý công ty rất có tiếng về mặt thiết kế phần mềm. Do đó, chúng tôi rất hy vọng về mặt nhân tài, quý công ty có thể...
có về rồi. Sao sớm vậy? Phải ha, 10 giờ mấy hiếm có ha. Alo. Phải đó, Giang tổng đó nói tiếng phổ thông rất lưu loát, còn nói nhanh nữa. Vậy đi, sáng ngày mai á phải đến sớm đó, để ứng phó với Giang tổng, biết không? Nè, tiếng phổ thông của tôi là công ty hữu hạn mà. 20% thôi. Phải đó. Nè, cúp máy nha. Ngày mai đến công ty hẳn nói, hả? Được rồi, ok. Nè anh hai à, anh sàng quá, anh sàng lại em chóng mặt quá à. Anh thu dọn đồ. Trời, mùi quá đi. Má ơi, anh hai thả cái độc sarin kìa. Khí độc sarin hả? Lúc nãy má nghe con nói điện thoại, bộ công ty có người nấu canh bí đao cho tụi con uống hay sao vậy? Thuốc lại tốt vậy. Nấu canh bí đao gì chứ? Nấu bí đao tức là nấu tiếng phổ thông đó. Công ty con và bên đại lục đang hợp tác một kế hoạch. Buổi họp hôm nay á, toàn nấu bí đao không? Con nghe tới giẫn cái tay luôn. Phải rồi má à, má biết nấu bí đao mà, sao hồi nhỏ má không dạy cho con vậy? Hồi con còn nhỏ, mỗi lần má dạy con tiếng phổ thông á, thì con nói, được rồi, má, con đang làm bài, để khi khác đi. Nếu không thì nói, được rồi, con biết rồi, không cần học như vậy đó. Sự thật là con biết mà, đi hát con cũng hát được vài câu, lúc trước theo đuổi con gái, con cũng nhờ nó đó. Chuyện tình ta hôm nay tự như chiếc lá ua. Trời ơi, bài hát phổ thông của con không phải để đeo đuổi con gái, mà để hù con gái thì có, phải không? Nghe hiểu thì được rồi. Con biết nói người ta mà không biết nhìn lại mình, hay to tiếng với em gái của mình đó. Chẳng phải cái gì con cũng qua loa sao? Con làm ơn nghiêm chỉnh một chút, học tốt tiếng phổ thông đi. Thời buổi này đã khác rồi, chỉ biết nói tiếng Anh thì chưa có đủ đâu. Được rồi, ngày mai con sẽ đăng ký học lớp cấp tốc tiếng phổ thông. Mà trả lời người ta đi. Anh Thông à, sao hôm nay anh lên mạng sớm vậy? Phải, sao về sớm thì về sớm. Sao mặt mày yếu xìu vậy? Không có gì chứ? Ồ, thì buổi họp hôm nay đó, mọi người nói tiếng phổ thông giống như là bắn súng liên thanh vậy. Anh thì ngồi ngố ra đó không biết gì hết. Khách hỏi anh có vấn đề gì hay không, anh chỉ biết nói là không, được, được. Em nghĩ coi có xấu hổ không? Anh đợi một lát nha. Cố lên. Hình như cái này anh gửi cho em lâu lắm rồi, em còn giữ tới giờ hả? Tất nhiên rồi, anh đã thiết kế để gửi cho em, nỡ nào lại xóa đi chứ. Anh biết đó, đôi lúc mình em ở bên Mỹ, em rất là cô đơn. Mỗi khi không vui, em lấy ra coi thì sẽ vui trở lại liền. Hay là như vậy, Noel năm nay anh xin nghỉ vài ngày, ở chơi với em lâu một chút có được không? Em muốn đi Ai Cập hay là Thổ Nhĩ Kỳ? Đâu cũng được, anh thích đến đâu thì đến đó, em sẽ đi cùng với anh. Anh đó, phải cố gắng tiến tới nữa, đừng để người ta coi thường đó, biết không? Em yên tâm đi, mấy chuyện nhỏ nhặt đâu thử thách được bạn trai của em chứ. Lần sau khi gặp em á, tiếng phổ thông của anh chắc chắn là giỏi hết biết luôn. Con chào cậu. Chào cháu yêu. Sao hôm nay dậy sớm vậy? Con chim dậy sớm thì sẽ có sâu ăn. Con sợ cậu là con sâu đó. Nhưng mà nhìn cậu con xiên răng như vậy thì biết là cậu sẽ là con chim rồi. Ý, phải rồi, ba đâu? Lúc nãy ở dưới không thấy ba. Đi bộ trên núi rồi. Ba thích đi bộ trên núi từ hồi nào vậy? Thì sau khi con qua Bắc Kinh đó, ba con nói là lên núi coi ba cái hoa cỏ, sau đó mua chỗ này rồi đến mua chỗ khác, rốt cuộc làm cho sân thượng y như là vườn hoa vậy đó. Vậy thì tốt rồi, không khí và hoàn cảnh cũng tốt, tranh cậu vẽ cũng có hồn hơn. Con nói rất đúng. Nè, con nhìn mấy bức tranh của cậu coi có hồn không hả? Thế nào? Sao hả? Có hồn phải không? Đừng có phản ứng mạnh quá, phải lùi bước. Không phải đâu. Nè, con thấy đứng đây coi thì rất đẹp. Nè, nhưng mà gì, lùi lại một bước coi thì càng tuyệt vời hơn. Như vậy có hoàn mỹ hơn không?
Cả cậu mà cũng dám chọc kẹo hả? Con thiệt là hết biết rồi. Lúc còn nhỏ cậu dạy con mà, cái gì cũng phải đứng xa vài bước để coi. Hay lắm sao? Tóm lại là phê bình tranh của cậu là không đúng. Cách cứu giảng duy nhất là anh nè, thêm vài nét giùm cậu đi, thêm vài nét vào tranh đi. Nè, cậu phải đem dao gấp đó, dao gấp thiệt đó nè. Đừng có nói nữa đi. Vài nét thôi nha. Hai nét là đủ rồi. Alo, ai vậy? À, xin chào. À, được, 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 không thành vấn đề. Chắc chắn là sẽ kịp giao cho anh mà. Trời ơi, không thành vấn đề, không thành vấn đề. Hẹn uống trà chiều luôn cũng còn được. Thôi được rồi, vậy đi ha. À, bye bye. Thiệt là quá đáng. Wow, Chi Hoa. Xong rồi. Du học nước ngoài về quả là có khác nha. Vẽ đó qua chỉ vài nét, cả bức tranh hoàn toàn khác hẳn. Đẹp hơn cậu vẽ nữa. Phải tính mắt một chút mới được. Hay để vào trong đi. Đi thẳng vào trong đó. À, cảm ơn. Dạ được. Để dưới đất được rồi. Cảm ơn. Nè nè nè, cái này đừng để đây. Để bên đây đi. Xin qua một chút. Thêm chút qua nữa là đúng. À, qua đó về rồi hả? Mình nhớ qua quá à. Đâu coi. Lâu rồi không gặp, qua đẹp sao nhiều đó nha. Danh cũng vậy. Danh biết không, sau khi Danh lấy chồng thấy càng ngày càng trẻ ra đó. Sau này chắc chắn không dám đi chung với Danh nữa, mất công người ta gọi mình là thím đó. Ý, qua khéo giữ ngọt người ta quá. Đừng nói nhiều nữa, vào trong rồi nói. Được. Qua, uống trà chanh nha. À, được. Chà, chồng Danh thương Danh quá ha. Danh nói là muốn mở tiệm qua thì lập tức lo cho Danh liền. Bây giờ mình mới biết thế nào là phụ nữ hạnh phúc. Qua cũng có cơ hội mà, chỉ tại qua không chọn thôi. Cảm ơn. Ok, xong rồi. Cà phê đen của cậu đây. À, cảm ơn chủ, cảm ơn. Còn nóng đó. Được, được, bye bye. Nhìn đường kìa. Dạ, 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 ok. Đúng 8 giờ chứ gì, được, được, được. Tôi mới một cà phê xong và đang đợi. Được rồi, bye bye. Xin lỗi nha, xin lỗi nha. Chủ quan của tôi. Có sao không? Đây, không sao. Cẩn thận, cẩn thận. Như vậy qua này có chết không gì? Chắc không đâu. Cô à, cô làm ơn đổ chỗ khác cho cô này có được không? Nè, cô xin lỗi nha, thật sự tôi rất ngại, tôi đang bận công việc. Hay là về đi, tôi gửi danh thiếp cho cô ha. Cô gọi điện thoại cho tôi sẽ đền lại cho cô có được không ha? Bây giờ tôi đi nha, ha? Tôi xin lỗi nha, cô thông cảm cho ha. Không sao. Du Vịnh. Chào. Chào Kenny. Anh Thông à, đài khí tượng mới báo bão cấp 1 đó. Vậy sao? Ý, liệu lát nữa có chuyển qua bão cấp 8 không? Thôi nếu vậy thì tốt rồi, có thể về sớm với vợ đó. Mấy người nói xong chưa vậy? Nói xong thì vào phòng tôi bàn chuyện còn lại đi. Mà lên, mà lên, mà lên. À, ôi, rồi, rồi, rồi. Cái gì? Bây giờ đang bão cấp 3 hả? Ờ, má còn ở đây. Lát nữa má về một mình được rồi. Ừ, được rồi. Nếu con thuận đường thì ghé qua đón má. À, lát nữa gặp lại. Chà, ở ngoài đường đang bão cấp 3 hả? Hèn chi, xương sống của tôi nó đang báo hiệu nè. Ê, vậy hôm nay nghỉ sớm ha. Dạ, dạ. Chị Linh à, con chị tới đó chị hả? Dạ phải, nó nói đang mưa gió kẹt xe lắm cho nên nó đến đón tôi. Thầy à, thầy về chưa, để tôi kêu nó đưa thầy về luôn. À, thôi khỏi, thôi khỏi. Chị Linh à, con của chị cũng chu đáo quá. Tạm được thôi. À, đây, anh hai à, bảo cấp 3 đó. Chị qua gọi điện cho em nói là đến đón anh về đó. Trời, đúng là con nít, cấp 3 thôi mà, chứ đâu phải là cấp 10 đâu. Sao phải tới tận đây để đón về chứ? Thì cháu nó hiếu thảo với thầy nên mới lo cho thầy, đó là dưỡng tốt. Quá thì cô quýnh lên, người ta bị té thì cô không đỡ hay sao chứ? Không biết là người gì nữa. Xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi, tức là cô không đúng rồi. Bỏ đi, bỏ đi, má không sao mà. Đi thôi con. Người gì kỳ vậy? We'll be right back.
在上天恩赐。